Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Map by Việt Nam, dấu ấn thương hiệu Việt. Đây là một chương trình lan tỏa, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực của những thương hiệu Việt, những thương hiệu Map by Việt Nam. Tôi là Ý Nhi, người sẽ đồng hành cùng với các khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, các khách mời của chúng ta có thể là những doanh nhân kỳ cựu, người đã sáng lập nên những thương hiệu Việt nổi tiếng và lâu đời. Họ cũng có thể là những doanh nghiệp trẻ với khát vọng vươn tầm, đang từng bước kiến tạo nên thương hiệu của riêng mình. Tụ chung lại, họ đều sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện truyền cảm hứng về dấu ấn mà thương hiệu của họ đã và đang tạo nên, dấu ấn thương hiệu Việt, Made by Việt Nam. Thưa quý vị, và để mở đầu chuỗi những câu chuyện dấu ấn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một thương hiệu thời trang thuần Việt. Đây là một thương hiệu đã được đạt đến đẳng cấp hàng hiệu và cũng là một thương hiệu được làm giả nhiều nhất tại Việt Nam. Trải qua gần 27 năm trên hành trình xây dựng dấu ấn một thương hiệu thời trang thuần Việt với 200 cửa hàng tồn tại bền vững trên khắp các góc đường đắc địa của toàn quốc, bí quyết kinh doanh của Nón Sơn luôn nằm trong top những điều khiến cho người tò mò trong sự ngưỡng mộ. Và dù là một thương hiệu Việt bị làm giả nhiều nhất tại Việt Nam, Nón Sơn sau bao năm vẫn khẳng định được dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người tiêu dùng Việt. Thưa quý vị, và đến với chuyên mục câu chuyện dấu ấn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Nguyễn Ngọc Tý, giám đốc điều hành công ty Nón Sơn. Xin chào quý vị thính giả đang xem chương trình. Dạ vâng, xin chào ông ạ. Có thể nói rằng tính đến thời điểm này thì đã hơn 27 năm kể từ khi chiếc Nón Sơn đầu tiên trên tay khách hàng đầu tiên Việt Nam. Dạ vậy thì không biết là khi mà nhìn lại hành trình này thì ông nghĩ rằng yếu tố nào ngoài chất lượng sản phẩm đã khiến cho Nón Sơn ghi dấu trong lòng người tiêu dùng Việt Nam nhiều đến như vậy? Gần 27 năm thành lập thương hiệu Nón Sơn thì cũng chừng ấy năm trăn trở vì một cái triết lý là làm sao đó để hài lòng cho khách hàng và đều phải chuẩn chỉ, để khi người tiêu dùng người ta bước vào một cửa hàng thì người ta có cảm giác đây là cửa hàng Nón Sơn chính hãng. Dạ vâng, Nón Sơn là một thương hiệu thời trang được đạt đến cái đẳng cấp là hàng hiệu. Thì ngoài việc là mình phải đối diện với rất là nhiều những cái vấn nạn về hàng giả ra, thì như có nhận thấy một cái điều rất là thú vị ở thương hiệu này, đó chính là gần như Nón Sơn và ông cũng tận dụng điều này để trở thành một bí kíp để mà mình có thể truyền thông và giữ chân khách hàng nhớ đến Nón Sơn nhiều hơn. Ông có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này được không? Liên quan đến cái vấn đề mà hàng giả, từ ngày thành lập cho tới hôm nay thì Nón Sơn đi theo một cái tôn chỉ là không bao giờ thỏa hiệp với các đối tượng làm giả. Cái vụ mà gần nhất tương đương 38 tỷ là cái đó một quá trình điều tra phối hợp cùng với BC03, đại diện pháp chế của Nón Sơn là tôi cũng phải phát biểu ngay tại tòa là xin tòa xem xét các cái điều kiện giảm nhẹ cho đối tượng. Cái đó là về cái đạo đức của một thương hiệu lớn. Để người ta trả lại một cái thị trường lành mạnh cho người tiêu dùng và coi như không nên đánh cắp những cái trí tuệ của các thương hiệu lớn. Nó là như vậy. Dạ vâng. Vậy thì riêng với anh Ngọc Tý người đã đồng hành cùng với Nón Sơn cũng rất là dài rồi, kể từ năm 1997. Dạ. Vậy thì cơ duyên nào cũng như là điều gì đã khiến cho anh đồng hành với thương hiệu này lâu như vậy? Nói về đồng hành với anh Sơn thì tôi cũng đã đi cùng với anh Trần Anh Sơn là gần 27 năm. Cũng từ xuất phát đam mê về thời trang, là bắt đầu thì Nón Sơn chỉ sản xuất nón vải đấy, cho đến năm 2006 có cái quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm, thì lúc đấy là coi như cũng bên bờ vực đấy, đứng giữa cái đoạn đường mà chưa biết là định hướng như thế nào. Thì bắt đầu 2007 là Nón Sơn đi vào coi như là triển khai sản xuất nón bảo hiểm theo cái nhu cầu nguyện vọng của khách hàng. Lúc đó Nón Sơn sản xuất nón bảo hiểm cho đến ngày hôm nay, Nón Sơn tập trung vào coi như là màu sắc và chất lượng, chứ còn Nón Sơn cũng không chạy theo nhiều mẫu mã. Đấy, nón bảo hiểm Nón Sơn bây giờ là có những cái sản phẩm mà đã lên tới 10-15 triệu. Làm bằng một cái tinh hoa, bằng các cái nghệ nhân, gần như một cái bức tranh sơn mài. Để cho coi như là khách hàng vừa sử dụng tham gia giao thông, mà vừa cũng có thể là trưng bày một cái góc nhà để mà làm trang trí. Đấy, cái đó là cái ý tưởng của anh Sơn, là cái người mà thổi hồn vào. Dạ vâng, một phụ kiện thời trang cũng là một cái tác phẩm nghệ thuật. Đúng dạ rồi. Vâng, hơn 20 năm. Tuy nhiên là mỗi lần mà anh Tý nói về Nón Sơn thì vẫn rất là nhiệt huyết, vẫn một cái tấm lòng rất là rộng mở và yêu thương cái thương hiệu của mình. Dạ vâng rồi, vậy thì để dành một lời khuyên hoặc là một thông điệp
dành cho rất nhiều các khởi nghiệp trẻ. Một cái điều mà anh tâm đắc trong suốt rất là nhiều năm anh đồng hành cùng với thương hiệu này. Để mà có một cái lời khuyên ấy, thì cũng chưa dám, là từ hiện tại tới thời điểm này Nón Sơn vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Nhưng mà chỉ có những cái mong muốn. Trước tiên bạn muốn khởi nghiệp cái, bất kỳ một cái ngành nghề gì thì bạn phải có cái sự đam mê, phải đưa cái tiêu chí chất lượng, rồi phải làm sao đó để cho vừa lòng khách hàng. Cho tới thời điểm này Nón Sơn vẫn coi như là ngày đêm phải hoàn thiện từng chút. Có nhiều người bạn hỏi là tại sao Nón Sơn tới thời điểm này còn chưa xuất khẩu. Nó có cái lý do mà. Tại là cái lý do của International là khi mình phải làm đủ để đáp ứng cho thị trường Việt Nam đầy đủ và vững mạnh thì sau đó mình mới nghĩ đến cái vấn đề mà xuất khẩu. Quý vị và đại diện chương trình thì ngày hôm nay Ý Nhi xin được gửi đến thương hiệu Nón Sơn cũng như anh Tý một chứng nhận thay cho lời cảm ơn vì anh đã tạo nên và xây dựng một thương hiệu Việt đáng tự hào. Dạ vâng. Đại diện thương hiệu Nón Sơn cũng xin cảm ơn, ghi nhận cái tấm lòng của chương trình và cũng như của quý đài.